Bây giờ là trưa của ngày thứ ba rồi các bạn ơi, mà hồi sáng giờ bị đau bụng, tối qua giờ chưa ngủ được luôn, rất là đau, có hiện tượng bị ngộ độc, có mua thuốc về rồi. Sau nhiều tiếng vật vờ đấu tranh bị ngộ độc rã rời trong người không còn gì nữa, nước cái đồ ăn sáng giờ đi hết rồi mọi người. Bây giờ sẽ ăn miếng cháo mới ham, uống thêm thuốc nước ấm nha mọi người. Xin chào tất cả quý bà con, một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền và tôi là Trọng Luân. Thì tình hình là sư phụ ngày hôm nay cũng còn khá là đau, nhưng mà tình hình cũng là tạm ổn rồi quý bà con. Hiện tại cũng chưa cần đi khám mắt, nên bởi vậy mình có một cái chuyến đi công việc ở trên Đà Lạt. Bây giờ thì những người đó đang lấy xe ô tô qua để đón mình lên trên Đà Lạt. Có những cái gì hay và hấp dẫn thì tôi sẽ quay lại cho quý bà con xem để chia sẻ cuộc sống thường ngày của tôi và với vị sư phụ điếc để cho quý bà con. Và clip này có gì thì quý bà con hãy cứ đón chờ những phần tiếp theo nha. Thưa quý bà con, không phải là có một cái áo mà sư phụ mặc hoài, nhưng mà cho tôi đã tặng cho sư phụ 4 cái áo giống nhau. Bởi vậy nên lên hình lúc nào sư phụ cũng mặc một cái áo ba lỗ đó. Con đi Đà Lạt sư phụ ơi. Đà Lạt công việc 2 ngày nha sư phụ. Không nghe luôn quý bà con ơi. Phụ đeo tai nghe nhưng mà phải cờ sát bên tai mới nghe rõ. Phía trước là sương mù, yêu cầu người cầm tay lái và tất cả mọi người tập trung. Bây giờ là trưa của ngày thứ ba rồi các bạn ơi, mình bị đau bụng, tối qua giờ chưa ngủ được luôn, đang rất là đau, có hiện tượng bị ngộ độc. Anh Việt có mua thuốc về rồi, thì uống sáng giờ tới giờ cũng để đỡ đỡ. Mình sẽ ăn một miếng cháo rồi uống thuốc. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi mọi người à, mệt quá mệt rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Bây giờ mình vào mình hâm lại cái miếng cháo mà hồi sáng anh Việt anh nấu, ăn lại để có sức rồi uống thuốc thêm mới được. Hồi sáng uống thuốc hầu như là ói ra hết luôn mọi người. Rồi, sau nhiều tiếng vật vờ đấu tranh với lại những dấu hiệu giống như là bị ngộ độc thì bây giờ cũng đỡ rồi, nhưng mà rã rời trong người không còn gì nữa, nước cái đồ ăn sáng giờ đi hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn miếng cháo mới hâm rồi uống thêm thuốc, uống lần này hy vọng sẽ khỏe. Còn nước đây là nước ấm nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ăn. Sau cả ngày ở nhà thì đêm nay anh Trung cũng dẫn mình ra ngoài chợ đi, đang lựa khu áo xi. Hiện tại là mình đã rời khỏi chợ Đà Lạt rồi mọi người. Mình đang ở cuối của Hồ Xuân Hương. Thì ở trên đây anh em nói là có một cái khu chợ cũng mới vừa mở luôn. Khu chợ đêm mới nhất của Đà Lạt là ở đây. Bây giờ mình sẽ vào trong để khám phá khu chợ này thử. Thì hiện tại cái bụng mình hôm nay đã ổn hơn rồi, anh Việt cũng ổn hơn rồi. Hay chắc bình thường chắc đông lắm hả? Quán cà phê này trong thành phố uống không thoải mái ghê, đang chi thấu rồi ngồi ô vô tít tít trong những khu rừng thông chi cho nó mệt trời. Thì chắc mấy bạn trẻ chứ như tụi con rồi đã 30 tuổi trở lên rồi ở đây cho nó thoải mái, nó gần rồi.
rồi làm cho nó đơn giản. Dạ con 31. Dạ. Dạ. Hồi xưa ước khác không? Hồi xưa cái vấn đề vui chơi giải trí không có nhiều nên con người nó lớn nhanh hơn. Rồi, hai cà phê. Ba sữa đá được rồi. Ba cà phê sữa đá. Thì hiện tại bây giờ đã là đêm thứ tư thì mình đang ở trên một cái nơi rất là đẹp ở trên Đà Lạt, nhìn xuống cả thành phố, đang ở trên cái đỉnh đồi rất là đẹp nha. Bữa nay là trời đẹp trời nên là cũng có nhiều người đang lên chơi cùng với mình. Chuyển đến một cái vị trí đi mới rồi, chỗ này là ngắm trăng quá tuyệt vời. Với chỗ này bây giờ Lạt mà ngắm trăng, người ta là con ngắm mây, ngắm mặt trời mọc, mình là ngắm trăng nha. Xin chào tất cả mọi người nha, hôm nay là ngày thứ tư, trên chiều chiều rất là đẹp. Rồi khung cảnh bây giờ ở đây rất là đẹp. Chủ quán nói là có thể nhìn hết 12 quận của Đà Lạt ở trên đây. Hồi bữa là tới ban đêm, bây giờ là tới ban ngày. Và có thể mình ở tới trưa ngày mai mình sẽ quay trở về, kết thúc 5 ngày. Vậy là sau 5 ngày lưu lạc ở trên Đà Lạt thì bây giờ khoảng 2 tiếng nữa mình sẽ quay trở về lại với Nha Trang. Và anh Trung sẽ chở mình ra bến xe, nói chung là bữa nay anh sẽ hộ tống mình. May mắn khi mà gặp anh Trung, bởi vì anh hỗ trợ mình rất là nhiều thứ. Khoảng hơn 110 tiếng. Và đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời và nhớ đời. Nếu như có thời gian, điều kiện và cơ hội, mình sẽ có một cái cuốn trải nghiệm như thế này nữa.